Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dung Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để biết được chân tu và giả tu. Sáng nay thì có nhiều bác cũng đã hỏi tôi rằng là Hoàng Dung có thể hệ thống lại bằng một cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng là làm thế nào để phân biệt được chân tu và giả tu dựa theo những điều mà kinh sách Đức Phật đã dạy hay không. Thế thì tôi cũng mạn phép để xin chia sẻ cái kiến thức hạn hẹp của mình và thống kê lại để chúng ta có thể nhìn thấy bất kỳ một cái vị sư thầy nào mà các bác nhìn thấy ở ngoài đời hoặc rằng là được quảng cáo nọ quảng cáo kia, thì các bác chỉ việc nhớ 6 cái dấu hiệu này để mà nắm rõ, để mà xem rằng là cái vị sư thầy này có thật hay không. Kể cả họ ngoài đời, kể cả họ ở trong chùa hay họ ở bất cứ đâu, chúng ta có thể căn cứ vào 6 cái dấu hiệu này để nắm rõ, để nhận biết được rằng là đây là chân tu hay giả tu. Xin thưa với các bác, và tôi cũng xin mạn phép để mà chia sẻ với các bác và mọi người. Trở lại câu chuyện này thì có 6 cái dấu hiệu. Và dấu hiệu thứ nhất đó chính là cái việc mà tuân thủ giới luật. Người xuất gia chân chính thì thường nghiêm túc tuân thủ các giới luật của Phật giáo, bao gồm việc giữ gìn các giới đức trong sinh hoạt hàng ngày và trong các nghi lễ tôn giáo. Việc mà chúng ta phải tìm hiểu 6 cái giới luật này, nghĩa là tìm hiểu các giới luật này, tức là đối với cư sĩ chúng ta thì chúng ta có 5 giới. Đối với bậc sa đì tập sự cho đến bậc tỳ kheo, tức là xuất gia đổ lên, thì họ có 250 giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm được, nhưng một trong những cái giới dễ nhất thì đó chính là cái giới mà chúng ta gọi rằng là không cất giữ tiền bạc tài sản. Tức là khi anh tập sự, anh trở thành một cái người gọi rằng là đi xuất gia thôi, thì anh đã phải tập cái này rồi, không cất giữ tài sản tiền bạc. Ít nhất là phải qua đêm, có thể ban ngày anh có thể giữ gìn một số cái gì đấy, nhưng mà qua đêm là không được phép cất giữ tài sản, tiền bạc, các vật quý giá, vân vân. Cho nên chúng ta nhìn cái sư nào mà tuân thủ cái việc này thì chúng ta thấy rằng đây là một người xuất gia chân chính, một người tu sĩ chân chính. Còn những người nào mà có nhiều tài sản, tiền bạc như tài khoản ngân hàng, vân vân như thế nữa, thì đương nhiên họ không tuân thủ giới luật, tức là không phải là người xuất gia chân chính. Đây là cái thứ nhất mà tôi xin chia sẻ với các bác và mọi người. Đây là dấu hiệu số 1. Dấu hiệu số 2 đó chính là cái việc mà sống đơn giản và khiêm tốn. Họ có một cuộc sống giản dị, tránh xa các xa hoa, dư thừa và không chạy theo vật chất hay là danh vọng. Người xuất gia tức là người ta đã phải buông xả rất nhiều, đặc biệt là tính tham, tức là tham danh và tham vật chất. Cái việc tham này thì nó có thể, các bác có thể nhìn thấy rằng là vị sư nào rất giản dị, quần áo rồi là đi lại rồi vân vân, không để ý đi một cái xe bình thường cũng như là đi một cái xe Mercedes, thì với họ thì tất cả mọi thứ đều như nhau, đi bộ hay đi gì đó, tất cả họ không mảy may quan tâm tới vật chất hay là danh vọng, mọi thứ nó đều chỉ là tùy duyên hữu duyên mà thôi. Còn những người nào mà các bác thì thấy là đeo đồng hồ, rồi là dùng điện thoại, rồi là ngay cả bộ quần áo tu thì cũng phải là một trong những cái vải chất lượng, rồi ngay cả đôi giày của họ. Bản thân tôi đã từng nhìn thấy họ đi một cái đôi giày, tôi nhớ là của Ý, và giá của nó không dưới 1.000 đô. Như vậy thì họ đâu có sống giản dị, sống khiêm tốn đâu. Cho nên ấy, ngay cả khiêm tốn chúng ta cũng thấy rằng là họ không có phân biệt đối xử bất cứ ai cả. Một đứa trẻ con hay là một cái bậc chân tu hay là một bậc nguyên thủ quốc gia thì họ đều đối xử rất là như nhau. Đó, đơn giản và khiêm tốn. Đó là cái mà chúng ta thấy là cái dấu hiệu số 2. Hoàn toàn có thể phân biệt từ mắt thường và cái sự cảm nhận. Dấu hiệu số 3, tức là họ phải thực hành thiền định và tụng kinh. Việc thực hành thiền định và tụng kinh, việc thường xuyên thiền định và tụng kinh thì là một phần quan trọng trong cuộc sống của người xuất gia, để giúp họ giữ tâm thanh tịnh và gắn kết mạnh mẽ hơn đối với giáo lý. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy cái việc này. Đối với một số bậc cư sĩ thì tôi thấy rằng là họ có thể là chúng ta chả thấy bao giờ
họ thiền định hay rằng là tụng kinh cả. Cuộc sống của một số vị tu sĩ thì xin thưa với các bác như là một cuộc sống của một doanh nhân ấy. Hôm nay họ đi khắp nơi, họ đu khắp nơi vân vân, đi máy bay, đi ô tô, rồi gọi điện thoại liên tục. Mình cảm giác là họ còn bận rộn hơn cả mình. Vậy thì tình cảnh thiền định và tụng kinh của họ là lúc nào? Sau đó là họ về nhà, họ ngủ, sau đó hôm sau họ lại đi. Thì tôi thấy rằng là những vị đó không phải là một cái vị mà gọi là xuất gia chân chính. Chúng ta nhìn qua việc này cũng bằng con mắt thiền định, nghĩa là bằng con mắt thế tục của mình, chúng ta cũng hoàn toàn có thể phân biệt được. Đó. Đấy là dấu hiệu số 3, để xem là họ có gắn bó với giáo lý của Đức Phật hay không. Và cái tâm của họ khi thiền định, khi tụng kinh, thì chúng ta có thể nhìn mà bắt thường rằng họ có chú tâm hay không, hay chỉ họ chỉ đọc theo kiểu là chót lưỡi, đầu môi. Dấu hiệu số 4, đó là từ bi và yêu thương chúng sinh. Một người xuất gia theo đúng lời Đức Phật thì sẽ thể hiện cái lòng từ bi, sự yêu thương đối với mọi chúng sinh và không phân biệt và không có ác ý. Đối với một con chó, con gà hay là một con sâu hay rằng là vân vân, thì chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được cái điều này, tức là họ có yêu thương hay không. Tôi thấy có một vị sư thầy mà vừa đánh đàn vừa hát mà bên cạnh là để một cái vật muỗi, thì ngay cả con muỗi đối với bậc xuất gia chân chính người ta cũng không sát sinh. Vậy mà để một cái vật muỗi bên cạnh thì các bác thử xem rằng là vị này có phải là một cái vị xuất gia hay không? Có thật sự là từ bi và yêu thương chúng sinh hay không? Hay rằng các bác thấy rằng là họ nói những cái lời rất ác độc với những người khác. Ví dụ như là lời của thằng ba trợn này, rồi là chỉ trích người khác này, vân vân. Thì những cái người này chắc chắn không phải là những người mà có cái lòng từ bi và yêu thương đối với chúng sinh. Ngay cả một số người còn nói xấu người nọ, nói xấu người kia. À, tu sĩ mà lại như vậy nữa thì chúng ta đâu có gọi là tu sĩ đâu, đúng không ạ? À, trong khi đó rằng là đã là xuất gia thì họ có một cái như là sự minh tuệ. Chúng ta thấy rằng là thấy con sâu bên đường cũng nhặt để mà đi chỗ khác, cũng không bao giờ ngồi lên cỏ vì sợ rằng là dưới cỏ nó có một cái chúng sinh nào đó, chúng sinh nào đó, và cũng không nói xấu bất kỳ ai cả. Đó là đấy, chúng ta thấy là sự minh tuệ. Và ngay cả người đánh mình làm cho mình gọi rằng là học máu mồm ra mà vẫn cứ mong những cái điều tốt đẹp nhất đối với người đánh đó, chúng ta có thể thấy đấy là dấu hiệu số 4. Dấu hiệu số 5 là hướng dẫn và giáo dục người khác. Họ sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm tu tập của mình đối với người khác một cách rộng rãi và không vụ lợi. Cái điều này rất là quan trọng. Một số người cũng hướng dẫn, cũng giảng kinh, giảng pháp, nhưng nó có một cái sự vụ lợi, tức là người ta phải nạp tiền cho họ. Các bác có thể thấy rằng có một số khóa thiền định hay vân vân gì đó, khóa tu nào đó, thì người ta vẫn thu tiền, và thu tiền là có lời có lãi, chứ không phải là thu tiền và sau này cái tiền đó, tại vì nếu mà thu tiền ấy, để họ ăn họ ngủ, những cái người mà đến tu tập ấy, những cái khóa thiền định ấy, ăn ngủ thì không nói làm gì. Thế nhưng mà sau này cái tiền đó được trích ra và đưa lại cho cái người thầy đó thì mà hướng dẫn đó, thì đó đâu phải là một cách không vụ lợi đâu, mà đó là một cách mang tính chất là vụ lợi rồi. Cái người xuất gia thì họ không có tài sản tiền bạc, họ đi hướng dẫn giáo dục người khác, thậm chí rằng là họ phát hiện ra cái gì ở trong cái tâm của mình là bất thiện hay thế nào đó, họ cũng nói chuyện với người khác rồi hướng dẫn người ta là đừng mắc vào cái con đường như vậy, phải hướng dẫn cái tâm của mình thế nọ, phải tâm của mình thế kia, tức là cái kinh nghiệm của họ, họ không có giữ cho riêng mình bất cứ một thứ gì cả, tức là cái vấn đề chia sẻ của họ nó như một cách là nó cũng gần như là một cách bố thí đấy, tức là không giữ lại cái gì cho mình, ngay cả cái kiến thức mình hiểu thế nào thì mình sẽ nói thế. Cái này chúng ta thấy rằng tại sao mà người ta hỏi bất cứ một cái điều gì đối với sư Minh Tuệ thì sư Minh Tuệ đều sẵn sàng chia sẻ và mọi câu hỏi đều được trả lời, chứ không phải rằng là khó khăn trong cái việc trả lời hay là giấu giếm những cái việc của mình, thì chúng ta có thể thấy được cái điều này. Còn những người nào mà thứ nhất là chia sẻ nhưng phải có mục đích, tức là hướng dẫn người ta cúng dường, hướng dẫn người ta nạp tiền, rồi có nhận tiền sau khi đi giảng về, thì đó không phải là những bậc chân tu chân chính nhá. Đó. Dấu hiệu số 6, đó là kiểm nghiệm bằng kinh nghiệm cá nhân. Tức là thay chỉ vì dựa vào lời nói của người khác, thì tự mình có thể quan sát và kiểm nghiệm sự thật của những gì được giảng dạy và thể hiện qua hành động của họ. Đó. Các bác hoàn toàn có thể dùng cái kinh nghiệm này của mình. Tức là chúng ta nhìn cái người nào mà giữ giới một cách lâu rồi, vài tháng, vài năm,
và họ không cảm thấy bị khó chịu, họ cảm thấy an lạc trong cái sự giữ giới đó của họ, thì chúng ta có thể tin rằng là đây là một bậc chân tu. Còn người nào mà xin thưa với các bác rằng là không giữ giới, nói thì rất đúng pháp, nói thì rất hay, nhưng mà lại không giữ giới, không không thực hành đúng theo cái đó, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được. Và bằng kinh nghiệm này của chúng ta là chúng ta kiểm nghiệm lại xem rằng là ông thầy này có được hay không. Ví dụ như chúng ta hoàn toàn kiểm nghiệm lại rằng là bằng cách hỏi các sư thầy rằng là thầy có tài sản không? Cái đồng hồ này có phải là tài sản quý không? Tại sao thầy lại phải có đồng hồ? Vân vân và mây mây. Rồi thầy có tài khoản ngân hàng không? Thầy có giữ tiền không? Vân vân. Tất cả là cái này chúng ta hoàn toàn có thể là thông qua việc quan sát và kiểm nghiệm bằng kinh nghiệm cá nhân thì chúng ta có thể nhìn ra được đâu là một bậc chân tu. Đó. Và đây là cái 6 cái dấu hiệu cơ bản mà tôi chia sẻ với các bác để các bác hoàn toàn có thể là phân tích được, rằng là nắm rõ được để biết đâu là một bậc chân tu. Thế thôi ạ. Thực ra là đạo Phật người ta hướng dẫn cách như vậy. Và hướng dẫn cách như vậy thôi, chả có gì khó khăn cả. Chúng ta hoàn toàn là bậc thế tục. Và kể cõi ta bà, nhưng mà chúng ta có thể quan sát được, phân biệt được. Và Đức Phật chỉ dạy đấy. Chứ Đức Phật chỉ dạy đấy. Đó. Đó. Chúng ta không thể biết ai đắc thánh quả hay không, nhưng chúng ta có thể biết được rằng ai là chân tu, ai là giả tu. Phân biệt một cách đơn giản như vậy. Đúng không? Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.